Và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty âm thanh Sáng Thành Huy. Thì ngày hôm nay Thành Huy Audio sẽ mang lại cho các bạn một cái cấu hình cực kỳ gọn nhẹ cho chúng ta đi làm show, sử dụng cái độ phóng xa và độ lực của loa hỏa tiễn. Đây là loa hỏa tiễn 40 neo của bên công ty mình. Thì đây là cái mẫu rất là đẹp nha các bạn. Đây. Sử dụng 2 bát và cái lực của nó, cái lực đi của nó các bạn rất là đi nha. Lát nữa mình sẽ test thử để cho bạn nghe thử. Cái tiếng của nó phóng rất là xa và kết hợp theo là một cái xúc nhập 5 tấc combo 100. Thì cái combo này rất là gọn nhẹ. Các bạn có thể nhìn thấy là cái xúc đôi 50 á, nó chỉ không có to hơn cái loa hỏa tiễn là bao nhiêu các bạn ạ. Các bạn có thể vận chuyển bằng ô tô rất là nhẹ nhàng nhá. Đây. Cái kích thước của thùng xúc nó không quá lớn. Đó, với combo này thì chúng ta có thể đánh được 300-400 khách ở ngoài trời và rất là gọn nhẹ nhá. Đấy, các bạn có thể nhìn này. Đó, cái thùng xúc nó chỉ to hơn cái loa hỏa tiễn của chúng ta một chút xíu thôi. Về cái cấu hình dàn máy thì trong hiện tại hôm nay bên mình demo á, thì bên mình sẽ sử dụng 2 cục đẩy của Cora, 2 cục đẩy muôn xung của Cora. Thì khi mà các bạn để mình cho các bạn xem qua cấu hình dàn máy nhé. Đây, bên mình sẽ dùng con 4 kênh K10 Plus để đánh một cặp loa hỏa tiễn 40. Thì mình có đối với các bạn mà không cần nâng cấp thêm á, thì các bạn không cần xài đến con này. Tại vì các bạn xài con này sẽ bị dư 2 kênh này các bạn không xài tới 2 kênh như bên mình setup là bỏ kênh 2 với kênh 4 đấy các bạn. Đó, là đối với cái cục đẩy này thì các bạn có thể đánh được thêm một cặp giống như kia nữa. Các bạn muốn nâng cấp rất là thoải mái nhá. Một cục đẩy đánh súp là K10S. Cục này bên mình dùng để đánh súp đôi. Cái code server của DBX 260 và bộ mic AT900. Cái bộ mic này chuyên xài ngoài trời các bạn. Sóng rất là khỏe, nó chống được cái delay của tiếng ca các bạn. Khi mà chúng ta hát ngoài trời á, thì khi mà chúng ta đi ra xa thì chúng ta sẽ hát một lúc thì cái tiếng của chúng ta mới phát ra loa. Thì cái mic này nó sẽ hạn chế được cái độ delay đó các bạn này. Cái bộ mic chuyên xài cho sự kiện ngoài trời, bộ mic cao cấp của IT nhé. Một cái bàn mixer Dynacord CMF1000 thì các bạn có thể hoàn toàn nâng lên con 1600 nếu các bạn cần nhiều like hơn đó. Và nếu mà các bạn muốn một cái combo như thế này gồm cả thủ máy thì nó giá của nó khoảng tầm 75-80 triệu nhé. Các bạn có muốn nâng cấp thêm hay là giảm bớt cục đẩy men đi vẫn rất ok, tiếng của nó vẫn giữ được nhé. Ngay sau đây thì mình sẽ test thử cho các bạn nghe thử cái chất âm của cái dàn nhạc này. Các bạn có thấy video clip của bên công ty mình hay thì các bạn nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ video để tiếp tục ủng hộ cho công ty mình nhé. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ thử nhạc sàn để coi thử cái độ phóng xa của cái loa hỏa tiễn này nhé. Mình sẽ test ở gần trước, sau đó mình sẽ đi xa cho các bạn nghe thử xem cái độ phủ âm của cái loa hỏa tiễn này và cái cặp súp này á, nó có đủ cho chúng ta làm show hay không. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ thử những ca nhá, vocal của cái bộ loa này nhá. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Một người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau đây họ ra đi bội bạc, anh vẫn chờ em dấu buồn bã. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Anh vẫn chờ em ra.